À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 6 tháng 10. Nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào cái nội dung phân tích chi tiết thì cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Và đi vào nhận định thị trường ngày hôm nay thì các anh chị có thấy VN Index là một phiên tăng điểm nhé, tăng 0,6% và khối lượng ở mức khá là tốt. Và như thế này thì các anh chị thấy là nó là một cái giai đoạn nếu như trong một số viên phiên trước chúng ta nhận định là thị trường là sideways hướng lên yếu đúng không ạ thì như vậy như này thì nó củng cố cho chúng ta một cái nhận định là thị trường là trong cái xu hướng đi lên anh chị nhé nó là xu hướng đi lên đấy sideways nhưng mà mới đi lên rồi thì cái đấy gần nhất nó là cái ngày 27 tháng 9 đây này, này vẫn theo cái nhận định của chúng ta à, VN30 cũng vậy nhé VN30 tăng 0,4% khối lượng ở mức tương đối Up index cũng tăng nhé 0,5% Anh index tăng 0,5% như vậy thì các anh chị thấy là uh, những cái nhận định của chúng ta về cái giai đoạn thị trường sideways vừa qua là cái, cái 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 mức độ chính xác cũng khá là cao đúng không ạ và như vậy khi giai đoạn thị trường hiện nay tiếp tục nó củng cố cho cái nhận định đó và chúng ta xác định đây là một cái xu hướng thị trường đi lên anh chị nhé và chúng ta có thể tham gia uh, tiếp tục uh, giải ngân các cái cổ phiếu thì các anh chị có thể nhìn thấy một chút đây là các cái đây là cái chỉ số cái số lượng cổ phiếu tốt này Đấy các anh chị thấy đúng không? Vào cái ngày 27 tháng 9 là cái ngày đáy gần nhất đúng không ạ? Thì số lượng cổ phiếu tốt nó ở mức thấp nhất, sau đấy nó tăng dần lên, đúng không? Mình cũng có chia sẻ với anh chị cái chỉ số này hàng ngày và hiện nay thì nó đang số lượng cổ phiếu tốt thì tăng khá là là mạnh ở 348 cổ phiếu và vượt lên so với những cái phiên trước. Điểm số ở đây tăng 0,7% nhé. Như vậy nó cũng khá là tích cực và tốt. Thì cái chiến lược của chúng ta hiện nay là nắm giữ cổ phiếu và có thể mua thậm chí là có thể mua cổ phiếu bùng nổ nhé có thể mua cổ phiếu bùng nổ hoặc là các cổ phiếu kiệt vốn thì chị có thể nhìn thấy đây là cái chỉ số ngành này mình có copy ra, ra đây rồi thì cái file Excel này mình sẽ gửi cho các anh chị ở trong cái nhóm nhóm VIP nhé mình sẽ gửi cho anh chị ở nhóm VIP à, ở trong cái nhóm của Zalo thì mình chỉ gửi các cái cổ phiếu các cái điểm mua bán thôi trong cái nhóm Zalo mình nhóm Telegram thì chỉ gửi các cái cổ phiếu mua bán thôi còn file Excel thì nhóm VIP thì anh chị thấy các cái ngành này đây là nhóm ngành nhé cái này nó khác một chút với cái nhóm ngành ở đây nhé cái chỉ số nhóm ngành ở đây nhé cái chỉ số nhóm ngành ở đây của chúng ta là tính trung bình à, từ cái ngày 27 9 đều là cái gốc ngày 27 9 hết nhé đều là gốc ngày 27 9 hết nhưng mà cái ngày này cái này này nó tính theo trung bình của những cái cổ phiếu mà có khối lượng thanh khoản tương đối tốt và và có cái giá trên 9.000 hay sao 9.000 đồng ví dụ đồng thì cái này cái điều kiện nó khác một chút thì các chị thấy hiện nay cái dòng mà mạnh nhất ở đây này các chị nhìn thấy dòng mạnh nhất là dòng khí đốt nhé khí đốt ở đây đối với dòng dầu khí nếu các bạn anh chị và các bạn mà nói chung về dòng dầu khí ấy, thì nó khác với cái cách phân loại của cái thằng phe nhất thằng phe nó phân loại kiểu khác phân loại kiểu khác thì đối với các cái đây thì anh chị thấy mạnh nhất là dòng dầu khí đốt này tăng 29 phần trăm bình quân tăng 29 phần trăm kể từ ngày 27 ấy. rất là mạnh đúng không ạ cổ phiếu gas với CNG đấy nó là gas với CNG chứ là gì đâu đúng không anh chị nhìn đi dầu khí khí đốt này Đấy, khí đốt này. Đúng không? CNG và gas là tăng rất là nhiều rồi, đúng không? Từ ngày 27 9 này. Đấy. Tiếp xong đến thứ hai là khai thác dầu mỏ này, xong đến hóa chất chuyên dụng này, xong đến quần áo phụ kiện này, xong đến dầu khí này. Sản xuất dầu khí, xong đến dầu khí này, xong sản xuất điện này, thép này, hỗ trợ kinh doanh gia dụng lốp, bán lẻ tổng hợp này. Đấy. Khai khoáng này. Nhá, xong đây là cái chỉ số của HNX này. Đấy, HNX là tăng 5,8% nhá. À, chỉ số bình quân của cả thị trường là 4,4% thì các anh chị thấy là tất cả những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành ở phía trên này đều là mạnh hơn thị trường chung để mạnh hơn thị trường chung ở đây là các anh chị thấy là đây là số lượng uh, cổ phiếu tốt là tăng dần nhé số 1 ở đây là thể là tăng dần và trên đường trung bình đấy. và đây là điểm số tăng cao đấy thì nếu anh chị nắm giữ các cái cổ phiếu mà thuộc những cái nhóm khí đốt khai thác dầu mỏ thứ này thì rất là tốt này dầu khí điện thép những cái dòng mạnh hơn thị trường nhé cái dòng bắt bắt đầu cơ bất, động cơ bất động sản cũng khá là mạnh rồi anh chị nhé đầu cơ bất động sản cũng khá là mạnh rồi bán lẻ tổng hợp này cũng khá là mạnh này đó thì nếu chi tiết thì các anh chị nhìn ở bên cái file xem này đấy các anh chị có thể xem là ví dụ như là các anh chị thấy thấy là đối viên index ở đây này đây, mình sẽ tìm nhé vn index này các chị thấy là nó vn index là tăng là 2,9% phẩy như nếu mà đây là theo chỉ số index nhá cái này thì uh, nó là bình quân trung bình cộng cái này thì bình quân trung bình cộng còn đây là của chỉ số index đấy thì thấy thấy là hai phần trăm thì các chị chọn những cái ngành nào mà trên ba trăm trở lên đó, thì là những ngành mạnh hơn thị trường chung đúng không ạ những cái cổ phiếu nào tiếp tục là mạnh hơn ba phần trăm thì là những cái dòng mạnh đấy thì anh chị cũng thấy là đấy như nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy ngay là những cái nhóm như là bán lẻ tổng hợp này có thể khai thác than này đúng không ạ bên này không có nhóm khai thác than nhé, bởi vì cái nhóm khai thác than nó là cái nhóm đầu cơ và là nhóm nhỏ, mình không định nghĩa cho nó vào đây. cho nên bên này các anh chị không thấy nhưng các anh chị thấy ở bên này, đấy dầu mỏ này, đúng không ạ? xây dựng này, đấy thì ở đây thì mình không sớt mình 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 không sort theo theo các cái nhóm ngành nữa. trước đây thì mình sort cái này theo nhóm ngành, nhưng bây giờ mình sort theo thứ tự các cổ phiếu từ mạnh đến yếu để cho các anh chị tiết kiệm thời gian nhé, để cho các anh chị tiết kiệm thời gian cho việc tìm cổ phiếu. Như thì các chị nắm giữ các cái nhóm anh này thì các chị yên tâm thôi nhá những cái nhóm như này này đấy bây giờ nói một chút về cái số lượng cái cổ phiếu điểm số hôm nay tăng như vậy thì các cổ phiếu bùng nổ hôm nay là ra sao các chị thấy số lượng cổ phiếu bùng nổ hôm nay rất là nhiều nhé cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều nó nằm nhiều ở cái nhóm xây lắp này đúng không thiết bị vật liệu xây dựng này xây lắp này bán lẻ này dịch vụ vận tải có một cổ phiếu này đấy, xây lắp xây dựng nhiều thôi một số cổ phiếu bất động sản nhé hóa chất cơ bản nhé dịch vụ vận tải nhé đấy thép nhé thép đi nhé đấy thì anh chị uh, thấy rằng là uh, đây có thể nhìn ở đây này thì anh chị có thể nhìn đây nó sẽ dễ, dễ hơn này cho cổ phiếu bùng nổ nhé đấy xong các anh chị xuất theo nhóm ngành nhé đấy thấy rằng là uh, bảng này tổng hợp này đấy rất là nhiều cổ phiếu về đầu cơ bất động sản nhé mình gọi tên cho nó đúng chuẩn của của Phai luôn nhé phần cứng phần mềm công nghệ thông tin nhé dịch vụ vận tải có mấy cổ phiếu nhé đúng không ạ đấy thiết bị vật liệu xây dựng nha rất là nhiều đúng không rất nhiều phiếu bùng nổ như này xây lắp rất là nhiều nhé nhìn như này thì nó sẽ dễ coi hơn đúng không ạ thì anh chị có thể lọc ở đây anh, anh, anh chị có thể chỉ cần sọt theo thứ tự từ A đến Z thì là được ngay thôi nhé các cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ hôm nay này thì các anh chị vào đây này đấy, bấm số 1 này nhé thì các anh chị sẽ thấy rằng là đương nhiên là nó sẽ thuộc cái nhóm là cổ phiếu bùng nổ đúng không các chị nhìn đây chị thấy là nó sẽ thuộc cái nhóm bùng nổ trong đó thì mình sẽ chọn ra một cổ phiếu số cổ phiếu đẹp hơn thì là các cổ phiếu cho điểm bùng nổ thì các chị nhìn thấy đây này đấy các chị nhìn sang bên này nhá thì nó sẽ có tên là GBWN, BBHE, HOM này, CKG, này đấy thì nó sẽ có cái các chị có thể đánh T3 hoặc là đánh ngắn đúng không hoặc đánh theo chen. tuy nhiên là lưu ý là cái mức cắt lỗ tối đa không được quá 7% so với giá mua nhé cái giá thanh lý này nếu thấp hơn mức này nên thanh lý hoặc khi thủng 10 thủng 20 nên thì cũng có thể xem xét thanh lý bớt cổ phiếu nhé đấy là cái nhóm cổ phiếu bung đỏ và cái nhóm kiệt vôn thì sao đúng không cái nhóm kiệt vôn thì thì cái chị vào đây kiệt vôn này bấm vào đây, kiệt vôn này đúng không ạ thì nó nó khá rất là nhiều kiệt vôn này này đây là rất nhiều các cổ phiếu kiệt vôn nhé tuy nhiên mình chọn ra một số cổ phiếu đẹp kiệt vôn tốt hơn chia sẻ đây thì bấm vào đây anh chị sang đây cái nhìn thấy đúng không VNE này, Masan này, CMG, này. Đấy. Những cổ phiếu này thì các anh chị có thể giải ngân được trong ngày hôm nay nhé. Những cổ phiếu này có thể giải ngân trong ngày hôm nay. Đấy thì đa phần nó những nhằm những cái nhóm tốt thôi đúng không? Xây dựng này, phần cứng này, vận tải này, thực phẩm này. Đấy thì anh chị nhìn vào bên này này. Nhé, thực phẩm này, thực phẩm này đúng không? 4,6% này. Đó, thì các anh chị nhìn thấy những cái phần ba cái phần này đều là số 1 hết này. Thì đều đẹp. 3 phần này là số 1 thì chứng tỏ là uh, bình quân của các cổ phiếu này là đang trên MA 20 và tốt đúng không ạ? Số lượng cổ phiếu nở ra tiếp tục tăng lên và số lượng cổ phiếu này đang trên cái đường trung bình. Đấy, đây là cái mức tăng kể từ cái ngày 27 tháng 9 nhé. Cái này, này cái này là nó chính là đồ thị của cái này này. Nó chính là đồ thị của cái này này anh chị nhé. Đây 4,4% này, này. Đúng không các chị nhìn thấy có phải 4,4% đây đúng không? Chờ đúng đấy. Tất cả những cái trên này đều là tốt hơn nó. Đấy, thì có hai cái danh sách cái anh chị tìm ở đây cái chị xem các cổ phiếu mà cho điểm mua bùng nổ cho cái kiệt vôn là trong này còn hôm nay thì mình bận là dạy học cho nên là mình cũng sẽ không review hết các cái cổ phiếu được tuy nhiên là mình sẽ review nhanh thì các anh chị mà muốn yên tâm á, các anh chị vào trong cổ phiếu mạnh nhất này thì tất cả những cái này nó xếp theo thứ tự từ mạnh nhất rồi thì đây là theo thứ tự mạnh nhất từ trên dưới rồi đấy thì các anh chị nhìn đây để nhìn thấy danh sách cổ phiếu mạnh nhất này trên này cũng có thôi bấm vào đây này trên này thì là bấm vào đây bấm vào đây đấy chính ở đây thì đúng không anh chị thấy PSD này mạnh nhất này nắm giữ thôi CST này ok này mạnh nhất này BCC mạnh nhất này DCM mạnh nhất này hút hút bốn mạnh nhất này CNG mạnh nhất này đấy. thuộc nhóm mạnh nhất gas này mạnh nhất PVC này đấy thì cái chị cứ nắm giữ nhé đừng có mà chốt vội những cổ phiếu này không cần phải chốt vội đâu nhé Đấy thì các anh chị có thể chọn mạnh nhất đây thì anh chị thấy thứ tự từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Ok chưa? Những cổ phiếu tốt thì anh chị có thể chọn những cổ phiếu trên MA10, trên 10 Những cổ phiếu thông thường trên MA10, trên MA20 thì thông thường là những cổ phiếu tốt. Đấy thì các anh chị nắm giữ những cổ phiếu này thì các anh chị cũng yên tâm nhá. Những cổ phiếu mà trên MA10, trên MA20 này thì thông thường nó sẽ thuộc những cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất. Đấy thì các anh chị dùng cái file Excel này sẽ làm được rất là làm chuyện, các anh chị sẽ hiểu được rất nhiều thứ. Rất một cách rất là trực quan. Và loại bỏ hoàn toàn cái cảm xúc cảm tính của của, của chúng ta đúng không ạ? đấy thì nếu anh chị giữ những cổ phiếu như này này, đấy thì là ok rất là đẹp đúng không ạ? yên tâm thôi đúng không anh chị? nha đấy. Đấy, thì anh chị à... đấy mình sẽ lướt lại một chút để anh chị nào nếu mà muốn nhìn cái danh sách nữa, thì anh chị có thể nhìn vào đây nhé. Đấy hôm nay mình bận dậy thì mình không review chi tiết được thì anh chị có hỏi về cái cổ phiếu nào thì mình sẽ giải đáp ở trên các anh chị comment ở trên YouTube nhé thì mình sẽ giải đáp trên YouTube đấy. Nhé. cái phần bên này này chẳng qua là tóm tư lượng này thôi ví dụ cái cổ chẳng qua bên này này nó trích một phần từ bên này ra như chủ yếu là mình liên quan đến cái giá chốt lời các thứ mà một số một này đấy đây là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ này cái chị bấm vào đây này Đấy, cổ phiếu kiệt vô này cái okay, anh chị nhé thì các anh chị uh, xem ở trên Excel này để để đánh giá về các cổ phiếu của mình còn chi tiết thì các anh chị uh, comment thì mình sẽ giải đáp mình sẽ giải đáp mình sẽ trả lời comment ở trên YouTube nhé anh chị nhé Ok, cảm ơn các anh chị. Thì các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như là nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Thì cũng hy vọng là với những cái chia, sẻ này sẽ giúp cho các anh chị uh, nâng cao được cái hiệu quả trong hoạt động đầu tư của mình. Thực ra thì mình cũng nhìn thì cũng khi anh chị xem kênh thì cũng biết bởi vì trong cái giai đoạn cách đây khoảng 2-3 tuần đó, khi thị trường lên thì các anh chị xem kênh rất là nhiều đúng không? Nhưng mà khi thị trường sideways thì cái xác suất giống như mình nói nó sẽ thấp hơn là cái giai đoạn thị trường đi lên. Do vậy là cái việc lúc đấy đó mình cũng nói rất là nhiều rồi đúng không? kiếm được tiền là do thị trường nhé chúng ta không thể kiếm được thị, tiền đâu chỉ có thị trường giúp chúng ta kiếm tiền thôi nhưng mất tiền là do do chúng ta do vậy ý nói là gì khi thị trường tốt thì chúng ta có cơ hội rất nhiều để chúng ta kiếm rất nhiều tiền nha mình thấy là có những cái nhịp chỉ một tháng là có thể giúp anh chị có thể tăng tài khoản lên từ 30 đến 40 rồi nhưng nếu những giai đoạn mà thị trường điều điều chỉnh hoặc là sideways là bắt buộc chúng ta phải quản trị danh mục một cách thông minh và tối ưu cái mà mình hay nói gọi là mềm nắn rắn buông á đúng không ạ Do vậy là cái việc sai là việc đương nhiên Không có ai đúng 100% được Đấy đó là cách chia sẻ của mình Thì hy vọng là sẽ giúp ích cho anh chị trong đầu tư Ok chào tạm biệt các anh chị Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ